Anh Vinh theo dõi bên em lâu chưa? Theo dõi khoảng nửa năm. Nửa năm rồi. Thì chắc ở biết nhiều sản phẩm bên em. Mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Hiện tại bên em đang có mặt tại nhà anh Vinh để bàn giao cho anh bộ combo gồm đôi loa G4000 phiên bản cao cấp nhất. Cùng đó ghép với đó nó là một chiếc đài liên vang công nghệ số mang cho mình model là SH9400 Pro. Hiện tại bên em đang bê loa từ ngoài vào trong ngõ nhà anh, cái ngõ của anh rất là hẹp, tổ của bên em không thể lùi vào trong được. Các bác cùng chờ đón sự phối ghép của cặp đôi loa cây trí G4000 với chiếc đẩy liên vang 9400 nhá. Trải nghiệm chất âm của đôi loa cây G4000 phiên bản mới ghép cùng với đẩy liên vang công nghệ số SH9400 Pro tại nhà anh Vinh ở bên Hà Đông nhá. Lặp 667 đi 1 2 5 6 7 6 7 5 6 7 nịt nịt 5 6 7 nịt 5 6 6 7 6 7 nịt 5 6 7 6 7 Đâu các bạn biết trong phía sau ấy. 5 6 7 1 2 5 6 7 5 6 7 6 7 1 2 5 6 5 6 7 5 6 6 7 6 7 1 2 5 6 7 6 7 6 7 cái tivi thì cảm ơn anh. Tivi thì sau này em sẽ để cho anh 2 dây, một là đường quang và 2 là đường tai nghe. Nếu mà anh cầm đường quang thì mình có cái cổ cắm đường tai nghe sau mic thì là mình sẽ mở tiếp. Đi chơi 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 đi
anh Vinh theo dõi bên em lâu chưa? Theo dõi khoảng nửa năm. Nửa năm rồi. Thì chắc ở biết nhiều sản phẩm bên em. Anh thấy như nào? Thì mình thấy cái con 9400 này đấy, thấy nó mới, nó thích hợp nhiều cái, thấy nó hợp lý. Đấy dùng. Mà hôm trước qua xem thì em thấy nói chung mấy cái chức năng này dễ mà mình nhìn được. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Anh vừa là dân công nghệ nữa thì anh phải can thiệp sâu vào bên trong nghe. Còn loa thì nó cũng là em nghe thì thấy nghe phù hợp nè. Không gian này là tôi này là tuyệt vời. Đây là tặng xã. Cũng ao thì thấy cái nhà có bộ nhưng mà không phải. Em đi nghe nhiều nhưng mà nhiều chỗ loa cũng đắt tiền lắm. Anh nghe này mình thấy vừa tai. Chắc mình không thẩm được cái giọng khác. Đúng rồi. Có thể là có nhiều là dòng xịn cũng chẳng là dòng. Cái này được phù hợp với nhà em mà em thấy nghe hay. Anh nghe trên điện thoại như là thực tế ở nhà mình anh thấy khác nhau nhiều. Đấy, cảm ơn bên anh. Vâng, thay mặt tôi như là cảm ơn anh chị nhé đã ủng hộ hàng bên em. Có bạn bè gì nhu cầu lại giới thiệu cho em nhé. Rồi em cũng hù nữa. Em sẽ hù nữa. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh nhé.